đây là người một chứng nhân đặc biệt thứ hai. Mời anh cho giới thiệu cho mọi người biết. Dạ, con tên là Lưu Thành Lâm, năm nay 59 tuổi, con là người ngoại đạo. Dạ, con là cái thờ ông bà thôi, nhưng mà con đã được nhiều rất nhiều hồn ân của Chúa. Vì gia đình con ngoại đạo, nhưng mà tất cả con dâu rể chúng con đều được hưởng hồn ân của Chúa và đến với lòng thịnh sức Chúa thường xuyên. Mặc dù gia đình chúng con chưa được biết tới rửa tội, nhưng mà chúng con mong ước rằng những cái thời gian còn lại gia đình chúng con sẽ được rửa biết tích rửa tội để trở thành chính thức con của Chúa. Bây giờ thế đã là con của Chúa chưa? Rồi, đây là người ta gọi là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng mến. Ta biết rửa tội có ba, một là rửa tội bằng nước là bình thường, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ta rửa tội bằng nước, dĩ nhiên là lúc nào cũng phải có Thánh Thần. Thứ hai là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng khao khát, lòng muốn. Thứ ba là rửa tội bằng máu, có nghĩa là dám đổ máu ra chết vì đạo, mặc dù là mình chưa có rửa tội là qua bằng nước, đó là rửa tội bằng máu. Cho nên mỗi người anh chị em chúng ta có những người rửa tội bằng nước rồi, nhưng mà chẳng có lửa ở đâu cả, mà cũng chẳng có dám đổ máu ra gì cả. Chúng ta chỉ là đạo công giáo, người công giáo trong thống kê, trong danh sách, trên tên của mình thôi. Chứ còn một người mà bại liệt ngồi trên xe như thế này mà có lòng khao khát như vậy, thưa anh chị em, mấy người công giáo mà có lòng khao khát được như vậy? Anh cho mọi người biết là anh ấy bị bệnh như thế nào và được ơn Chúa như thế nào. Dạ, con bị tai nạn giao thông năm nay 15 năm rồi, ngồi xe lăn rồi. Nhưng mà luôn luôn Chúa lúc nào cũng che chở cho con và ban nhiều hồng ân cho gia đình con, mặc dù tàn nhưng mà không phế. Do đó là con cũng khuyên các con, các cháu con á, là nên đến với Chúa. Cho nên á, các con, các cháu cũng đều ngoan đi để, mặc dù chưa được là công nhận chính thức là con của Chúa, nhưng mà tới đây con cũng mơ rằng cả gia đình con được là con của Chúa. Và con cũng xin rằng nhờ Chúa ban hồng ân cho cha và thầy các sơ ở giáo điểm Tin Mừng. Vì thực tế nếu ai chưa biết đến giáo điểm Tin Mừng thì dù chỉ một lần đến giáo điểm Tin Mừng sẽ thấy được sự quyền diệu của Chúa và ban cho tất cả mọi người Chúa không biệt tôn giáo, chủng tộc hay là thành phần, mà Chúa sẽ thương xót tất cả những ai có lòng tin và tín thác về Chúa. Cho thấy một lời tuyên xưng tuyệt vời không? Chúa sẽ thương xót và ban ơn cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, miễn là họ biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng và anh và cả nhà anh đến với giáo điểm Tin Mừng thế này? Dạ, con đã biết cha từ ở Chí Hòa. Cho nên là những năm đó là con thường xuyên, con còn khỏe, con còn đi xe ba bánh được, nhưng mà con không vô được tiếp cận ở như ở đây. Cho nên là sau đó thì con cũng có nhiều bệnh tật, nhưng mà cũng được Chúa chữa lành. Như là gần đây thì những năm trước, năm trước đây thì con bị viêm gan C giai đoạn cuối, và bác sĩ cho chuẩn bị phát đồ để mà điều trị. Rồi con bị giảm tiểu cầu, sỏi thận, sỏi bàng quang. Nhưng mà con đến đây được là ngày lần thứ 12 thì Chúa đã chữa lành cho con, và hiện nay là sức khỏe con rất tốt. Cho nên con khuyên rằng nếu như ai chưa tin vào lòng thương xót của Chúa thì một lần nữa hãy đến với giáo điểm Tin Mừng, rồi sẽ nghe, thấy và biết được sự quyền diệu của Chúa. Anh cho biết là vợ con anh như thế nào? Vợ con sao? Dạ, đây là bà xã. Dạ, các con bữa nay cũng có đi, nhưng mà dạ, con có ba đứa. Con dâu rể đều nó ngoại đạo hết, nhưng mà nó rất là ngoan, nó cũng thường xuyên đến đây và chủ nhật hàng tuần cũng đi lễ. Xin giới thiệu cho mọi người. Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Thị Hà, con năm nay 53 tuổi. Dạ, con ngoại đạo. Dạ, gia đình con được nhiều ơn lắm. Chồng con bị tai nạn 15 năm rồi. Lúc trước thì mấy năm đầu thì nằm liệt như em bé. Xong rồi cái con nằm ở dưới
bà huyện Thanh Quang á, thì ở đó cũng có gần nhà thờ Kỳ Đồng á, thì con tụi con cũng chiều đến hay qua nhà thờ, xong rồi tới con xuất viện con nằm 3 năm, rồi xuất viện xong rồi tụi con về thì nghe con đi chợ, con có nghe người ta nói là cha có là ở nhà thờ Chí Hòa, thì vợ chồng con đi, lúc đó đi cực lắm mà không có được vô nhà thờ, mưa thì cứ đem một cây dù với một cái áo, mưa thì mặc áo che dù, còn nếu mà nắng thì che dù ngồi trên xe ba bánh hai vợ chồng. Dạ xong rồi cũng đi lâu lắm, xong thời gian sau thì cha không có làm lễ nữa, tụi con không biết cha ở đâu. Sau này hai vợ chồng thì cũng hay thường xuyên làm việc máy tính nhưng mà không để ý tới, thế là cứ nói với nhau không biết giờ cha Long ở đâu, mà cha làm lễ ở đâu để mà mình đi kiếm cha Long để mình đi lễ lòng thương xót Chúa. Thế mãi năm ngoái có thằng em bây giờ cũng làm thiện nguyện ở đây cha, thì nhà con mới điện thoại hỏi để đi công việc cho tụi con á, thì nó nói là em đang đi lễ. Hỏi ủa lễ gì mà giờ 8 giờ mà hôm nay không phải chủ nhật mà đi. Nó nói em đi ở dưới giáo điểm tin mừng. Thì tụi con có hỏi giáo điểm tin mừng ở đâu thì xong rồi nó cho tụi con một cái máy. Thế là tụi con từ đó xong tụi con biết, nhưng mà về chồng con cũng đang bệnh lắm, nhiều bệnh lắm. Hồi đó là giảm tiểu cầu là còn có 3/7 thôi, mà bác sĩ nói là tiểu cầu bình thường là phải 8/12. Bắt nhập viện, hai vợ chồng con vô nhập viện xong rồi 30 tháng 4 năm ngoái vô nhập viện, bệnh viện Trưng Vương á, tụi con nằm xong rồi đến ngày lễ thì tụi con nói bác sĩ là cho con tôi con về, rồi qua lễ tụi con vô nữa. Nhưng mà xong con về con mới nói như này, thưa anh ơi, bây giờ cái bệnh của anh á, thì chỉ có Chúa chữa thôi, chứ còn không có bác sĩ nào mà chữa được người gì mà nào là viêm gan C rồi giảm tiểu cầu rồi sỏi mật rồi sỏi thận hai bên rồi sỏi bàng quang rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, coi như là chỉ có Chúa chữa chứ còn không có bác sĩ nào mà chữa được đâu. Thế rồi các con cứ đi cầu nguyện, rồi cái lần sau này tụi con đi, chồng con đi khám lại xét nghiệm hết thì tiểu cầu cũng không có giảm nữa, rồi mấy cái bệnh nó mất hết rồi cha. Và câu hỏi cuối cùng, lời Chúa ngày hôm nay nói là ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa. Vậy thì anh chị em, các anh chị đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đã nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Câu hỏi là anh chị đã thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn? Anh nói hay chị nói? Dạ thưa cha, thì sau khi con xuống dưới này á, thì ở dưới quê con, ở dưới quê Vĩnh Long á, thì lại có hai cái nhà thờ rất là nghèo mà không biết gì lòng thương xót Chúa, cho nên là con thường xuyên đến đây con mua chàng chuỗi rồi máy, rồi con mua quạt để gửi tặng cho hai cái nhà thờ đó. Và tương khoảng độ cuối tháng này đến là giữa tháng 10 thì con cũng mua một số quà về để gửi cho hai cái nhà thờ đó, vì người dân nó khô khan mà không biết được giáo điểm tin mừng mà cũng không biết được lòng thương xót Chúa, cho nên là con mua những cái địa chỉ của cha, thí dụ như là quạt rồi cho móc khóa rồi máy để tặng cho những cái nhà thờ đó, để cho người ta cho giáo dân đó. Giáo dân đó rất là khổ mà người ta không hiểu biết về cái lòng thương xót Chúa hết. Con có mua 5 cái máy là con tặng rồi, nhưng mà con không biết tặng cho ai, tại vì nhà con ở trên này ít về với quê. Thế là con mới nói thôi để con đem ra con đưa cho cha ở ngoài chỗ thị trấn Long Hồ á. Thế là với sơ thì không biết tới lòng thương xót Chúa, mà con tặng cho cha thì cha lại không lấy máy. Thế con mới nói thôi sơ ơi, thôi bây giờ là con cứ đưa cho sơ, rồi giáo dân ở đây người ta khổ quá thì người nào bệnh hoạn thì sơ cứ đem đến sơ tặng cho người ta. Chứ bây giờ con thì con không hay về, mà con cũng không có biết là mà bây giờ đưa cha thì cha không lấy thì con cũng quê quá. Thế
Nhưng mà con cứ nói sơ thì thôi bây giờ nếu sơ cần gì mà giáo dân ở đây cần thì máy hoặc là chàng chuối hay là đĩa hay là gì thì sơ cứ nói với con. Thì con sẽ mua rồi con về con tặng cho sơ đem đi chia sẻ cho những người dân ở giáo dân ở đó. Nghe những lời chị nói tôi thấy trái tim mình nó nắt. Những giọt nước mắt mà từ trong trái tim mình nó muốn ứa ra. Người ngoại đạo, người ta dám tin vào Chúa, ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mình là linh mục, là tu sĩ, mình nỡ lòng nào như vậy. Thưa anh chị em, buồn, rất buồn, vô cùng buồn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Còn về chiếc xe lăn, anh ngồi trên chiếc xe lăn, anh có nghĩ rằng anh phải chia sẻ cho những người khác không? Dạ thưa cha, con thì 15 năm con gắn bó với chiếc xe lăn, mặc dù nó không phải là cái gì, nhưng mà nó là cái phương tiện duy nhất của những người tàn phế như con. Chính vì lẽ đó mà con suy nghĩ như thế, mà hôm nay con cũng góp một phần nhỏ để tặng gửi cho cha 5 chiếc xe lăn, để cho cha tặng cho những người có hoàn cảnh giống như con. Để anh cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho Thiên Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho Thiên Chúa, là giơ tay đón nhận người. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng anh chị như là một kỷ niệm, một dấu ấn mà hôm nay chính anh chị là những người ngoại đạo đã dạy cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những bài học về lòng thương xót, về thực hành lòng thương xót và về cách để đi loan truyền lòng thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa xin gửi tặng cho chị. Xin Chúa chúc lành cho anh chị các cháu. Một ngày nào đó anh chị và các cháu sẽ được rửa tội bằng nước và Thánh Thần, chính thức làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Hallelujah!